Chào các bạn, hôm nay Pin Hội sẽ cùng bạn tìm hiểu một số dòng pin sạc của hãng Chameleon. Ở đây chúng ta đang có các kích cỡ pin sạc gồm pin đũa, pin tiểu và cả pin 9V với nhiều loại dung lượng khác nhau. Đầu tiên đó là viên pin đũa kích cỡ 3 chữ A, dung lượng 900mAh. Đây là dòng Onaway Ready. Các pin này thì được đóng vỉ 2 viên một, có màu trắng và thường dùng trong các loại điều khiển từ xa hoặc là đồ chơi trẻ em. Dung lượng là 900mAh. Đây là mã của sản phẩm. Dòng này thì các bạn thấy là có thể dùng cho máy ảnh này hoặc là dao cạo râu vân vân. Dung lượng là 900mAh. Đóng vỉ 2 viên, kích cỡ pin đũa. Và như quảng cáo đây thì là chúng ta sẽ vẫn giữ được 90% dung lượng sau 6 tháng và sau 1 năm thì còn 85% dung lượng, rất là tốt. Cũng cùng kích cỡ của pin đũa thì chúng ta có dung lượng 1100mAh. Là dòng lóc bóc. Cũng đóng vỉ 2 viên. Cái này dung lượng lớn hơn. Và đây gần như là dung lượng lớn nhất của pin đũa. Mã là NH3A1100LPP2. Các dòng pin tiểu thì chúng ta sẽ có dung lượng, thứ nhất là dung lượng 2300, dòng Onaway Ready. Đóng vỉ 2 viên 1. Có màu giống như cái màu của pin đũa. Dung lượng 2300 này thì là khá cao rồi, chúng ta có thể dùng để chơi điện tử hoặc là cho máy ảnh, vân vân. Cũng có khả năng sạc lại rất là tốt. Sau 1 năm vẫn còn 85% dung lượng. Và to hơn 2300 thì sẽ có 2500, cũng to hơn một chút thôi. Thì tùy nhu cầu bạn có thể mua 2300 hoặc 2500. Đây là dung lượng 2500 dòng Onaway Ready, 2500mAh. Những cái dòng pin 2500mAh thì có thể hát karaoke được khoảng 4 đến 5 tiếng. Và chúng ta có dòng to nhất là 2700mAh. Đây là dòng lóc bóc. Cũng có màu trắng và đóng vỉ 2 viên. Còn một loại cũng 2700. Nhưng mà nó có màu vàng. Dung lượng giống hệt nhau nhưng mà đặc tính thì hơi khác nhau một chút. Thì tùy vào nhu cầu bạn sẽ chọn loại pin là màu trắng hay màu vàng. Theo đánh giá thì cái dòng Chameleon lóc bóc này có dung lượng tốt hơn dòng Chameleon Rechargeable, tức là các bạn nên chọn mua cái dòng màu trắng. Ngoài pin sạc thông thường là pin đũa và pin tiểu thì Chameleon có dòng pin sạc 9V hay gọi là pin vuông. Đây là dòng Onaway Ready, dung lượng 200mAh. Đây pin vuông đấy ạ. Mã pin này là 6F22, có thể dùng trong các đồng hồ đo điện này hoặc là micro, hát karaoke hoặc là các cái thiết bị cảm biến. Ngoài ra chúng ta có cái dòng cũng 200mAh, những dòng màu vàng. Dòng Rechargeable màu vàng này. Dòng Rechargeable màu vàng, kích thước giống hệt, dung lượng giống hệt. Đặc tính khác nhau một chút thôi. Dung lượng là 200mAh và đây là mã của hai sản phẩm. Một cái là ARPP1, một cái là PP1. Để tìm hiểu kỹ hơn về các dòng pin sạc và sạc pin của Chameleon, các bạn có thể truy cập trong web pinhanoi.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.